Chất lượng lòng nồi cơm điện đóng vai trò rất quan trọng trong chất lượng của hạt cơm. Bởi vì nồi tỏa nhiệt tốt mà lòng nồi không dày thì cơm không hấp thụ nhiệt tốt và nhiệt độ không ổn định. Vì vậy lòng nồi càng dày thì giữ nhiệt càng tốt, cơm sẽ càng dẻo ngon, tuy nhiên thời gian nấu càng lâu. Hôm nay shop Nhật Việt sẽ chỉ các bạn cách chọn mua ruột nồi cơm điện Zojirushi hàng Nhật nội địa chuẩn xác nhất cách mua ruột nồi cơm điện chống dính dày dặn chất liệu ruột nồi ảnh hưởng tới tính năng của nồi cơm điện nếu nồi bằng chất liệu chống dính thì hạt cơm nấu ra dẻo ngon hơn mà lại dễ dàng lau chùi nhưng bạn cần phải kiểm tra kỹ chất lượng lớp chống dính để đảm bảo an toàn sức khỏe cơm nấu có ngon không cũng là một phần do chất liệu lòng nồi cơm quy định lòng càng dày thì giữ nhiệt càng tốt cơm càng dẻo ngon khi chọn mua ruột nồi cơm điện cũng phải xem xét đến độ dày của nồi ra sao độ bền của men chống dính khả năng chịu lực chịu nhiệt Cụ thể, bạn nên chọn những ruột nồi được phủ từ 5 tháng 8 lớp men chống dính khác nhau để tăng thêm phần nhiệt lan tỏa, chống và đập chảy xước cho lòng nồi. Khi chọn mua nồi cơm điện, nên tìm đến các thương hiệu có uy tín để đảm bảo chất lượng tránh việc lòng nồi bị dỉ xét bong chóc lớp chống dính gây nguy hiểm cho sức khỏe người sử dụng ruột nồi cơm điện nhật chống dính luôn đảm bảo yêu cầu về chất lượng cũng như độ bền mà giá thành lại rẻ hơn việc sắm mới một chiếc nồi cơm điện nhật rất nhiều thay vì sắm hẳn nồi mới vừa tốn tiền vừa lãng phí vì vỏ nồi cũ vẫn còn mới đẹp bạn chỉ cần đặt mua ruột nồi cơm điện jojirushi nhật bản thay thế Tuy nhiên để mua ruột nồi cơm điện Jojirushi Nhật Bản chất lượng để thay thế nhưng có thể không dễ tìm được nơi bán hàng chuẩn chất lượng, Jojirushi là công ty đi đầu trong lĩnh vực sản phẩm gia dụng công nghệ cao cấp. Qua 90 năm hình thành và phát triển, thương hiệu Jojirushi Nhật Bản đã được hàng triệu người trên thế giới tin dùng bởi những sản phẩm mang tính sáng tạo và chất lượng cao từ các thiết bị hữu ích cho gian bếp gia đình như nồi cơm điện bình thủy điện, lẩu nướng, lò nướng đến những sản phẩm mang tính tiện ích như bình lưỡng tính, hộp đựng thức ăn, nhằm hướng đến tất cả các đối tượng khách hàng. Jojirushi cung cấp nhiều dòng sản phẩm phù hợp và tiện ích cho cuộc sống hàng ngày với nhiều mặt hàng phong phú, đa dạng đem đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn, mua ruột nồi cơm điện ở đâu Hà Nội. Sau khi biết được tầm quan trọng của lòng nồi cơm điện cũng như một vài tiêu chí khi lựa chọn thì bạn sẽ băn khoăn không biết mua ruột nồi cơm điện ở đâu. Thông thường các hãng thường không bán riêng phụ kiện ruột nồi cơm điện vì lãi thành ít mà họ bán cả nồi cơm điện, nhưng một số hãng cũng có bán kèm hoặc tại những cửa hàng đại lý cũng có nơi họ nhập riêng phần ruột nồi về bán. Vì vậy, bạn có thể tìm mua tại ruột nồi tại chính cơ sở mà mình đã mua nồi cơm điện cũ giá rẻ nên tìm đến các thương hiệu uy tín để đảm bảo uy tín, chất lượng, tránh việc lòng nồi bị dỉ sét, bong chóc lớp chống dính, gây nguy hiểm cho sức khỏe người sử dụng ngoài ra nếu với hãng nồi cơm điện của bạn đã mua lâu ngày hoặc không bán lẻ phần ruột nồi cơm điện bạn có thể đi tráng men lại chiếc nồi cũng của mình cũng là cách hay để tận dụng lại phần vỏ ngoài vẫn còn tốt